Thưa quý vị, sau khi có tin chính phủ dự định chi hàng chục ngàn tỷ đồng cho kế hoạch gọi là nền nông nghiệp công nghệ cao, giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân, nhà nông học nổi tiếng của Việt Nam, hiện là hiệu trưởng trường Đại học Nam Cần Thơ, bày tỏ ý kiến không đồng thuận. Ông nói: nhất là ngân sách bây giờ không có nhiêu tiền đâu, mà cụ hứa như thế 50-80 nghìn tỷ, số quá lớn. Cái thứ hai nữa là bây giờ là nông nghiệp công nghệ bình thường mình hiện nay đó, nông dân chưa áp dụng hết, mà các nhà doanh nghiệp của mình cũng chưa áp dụng hết, cho nên sản phẩm của mình bây giờ là chất lượng nó rất xấu, chưa áp dụng cái kỹ thuật hiện tại mình có. Cho nên cái việc mình làm tổ chức để cho doanh nghiệp và nông dân cùng nhau mà kết hợp lại để mà mình sử dụng những cái công nghệ hiện của mình đó, thì nó kinh tế hơn nhiều. Theo giáo sư Võ Tòng Xuân, Việt Nam có bệnh hình thức, các tỉnh không chịu thua kém nhau, cho nên 63 tỉnh mà có hơn 100 đài truyền hình. Trong nông nghiệp, chỗ này chỗ kia tự hào có nông nghiệp công nghệ cao, thực chất là vài cái nhà kính, nhà màn, greenhouse, rồi có phòng cấy mô, tissue culture để nhân giống. Cứ làm như thế gọi là công nghệ cao như một cái mốt vậy thôi. Trong khi kế hoạch tái cơ cấu nền nông nghiệp Việt Nam được đề ra từ 2013, vẫn chưa thấy kết quả gì cụ thể. Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, Nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, nhận định về sự chậm trễ của chương trình tái cơ cấu nông nghiệp. Bản thân cái tái cơ cấu nông nghiệp không thể đi một mình đâu, mà nó phải đi với cả cái tái cơ cấu nền kinh tế. Tức là công nghiệp cũng phải chuyển sang ủng hộ nông nghiệp, kinh tế đô thị cũng phải phối hợp với kinh tế nông thôn. Còn không thì nó sẽ tách rời ra thành hai cái mảng. Và người dân ấy, thì xu thế chung là họ sẽ di cư ra khỏi nông thôn, đi về thành thị. Thì như thế không phải chỉ riêng có nông thôn khó khăn, mà bản thân thành thị cũng tắc nghẽn, cũng là quá tải. Và như thế thì không thể nào mà có một cái phát triển vững bền được. Tại hội nghị xây dựng nền công nghiệp nông nghiệp Việt Nam tổ chức vào ngày 18 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã không đề cập gì tới kế hoạch tái cơ cấu nông nghiệp hiện đang dở dang và không có kết quả. Theo những gì báo điện tử chính phủ và các báo dòng chính tường thuật, người đọc có thể liên tưởng tới một cuộc cách mạng nông nghiệp lần thứ hai ở Việt Nam sắp diễn ra. Nó có thể sửa chữa những mặt tiêu cực của cuộc cải cách chia nhỏ ruộng đất được thực hiện ở miền Bắc trong thập niên 1950-1960, do chính sách ruộng đất xã hội chủ nghĩa, Việt Nam hiện hữu 70 triệu thửa ruộng manh mún, bình quân một hộ nông dân canh tác ít hơn 0,7 hectare. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xác định là cần sửa điều 193 luật đất đai về điều kiện nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, và thông tư 23 của Bộ Tài nguyên Môi trường về đất đai để tạo điều kiện phát triển nông nghiệp. Theo tường thuật của báo chí, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói nguyên văn: chúng ta phải có giải pháp để nâng cao cái chất lượng hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp ở nông thôn, và phải sớm chuyển 3,5 triệu hộ cá thể. Chứ còn chúng ta, những hộ nhỏ li ti như hiện nay, khó có thể cạnh tranh trong kinh tế thị trường. Cùng với gói tín dụng phát triển nông nghiệp công nghệ cao từ 50-60 nghìn tỷ đồng, điểm mới mẻ về chủ trương liên quan đến đất đai được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bật mí: ngân nhà nước phải có một gói tín dụng 50-60 ngàn tỷ, cơ chế vay thuận lợi, thông thoáng nhất. Nhưng mà tôi đồng ý các vị đó, không chỉ đo một ngân hàng thương mại làm việc này đâu, phải cho nhiều ngân hàng thương mại. Theo đó, chính phủ sẽ thí điểm thành lập ngân hàng về quỹ đất và xem xét việc hình thành thị trường quyền sử dụng đất để nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng đất. Giới phản biện nói rằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã không đề cập gì tới việc dịch chuyển lao động, vì chỉ phát triển nông nghiệp tập trung thì đã phải dư thừa lao động nông nghiệp rất nhiều. Trong khi phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao thì việc loại bỏ nhân công lại còn càng mạnh mẽ hơn nữa. Tôi là Nam Nguyên, tường trình từ Washington DC.